cơm cạn rồi nha mọi người, thấy rồi đó, cá hàng hà luôn nè, không thể nào đếm đường được luôn. Để đây nha, một con cá luôn á. Ở đây cá thang lá cũng nhiều ghê ha con Năm. Đi con cá quy đi nhỏ bé kêu nè. Dễ thương không, nhỏ dễ thương ha. Hồi nãy khoảng 20 con. Dạ. Nay hai anh em mình đi ủa gì nay mình đổ đó là kêu đổ gì gì à nay hai anh em mình đổ giớn nha mọi người, nay cũng gần cuối mùa nước rồi, nay chuẩn bị bơm nước ở trong ruộng ra đằng xã, cuối mùa anh em mình đổ giớn, bữa nay cũng cá chạch nhiều mà ngày hôm qua ngày kia nhiều lắm, mà bữa nay mình đi thử coi có nhiều. Bình thường anh thấy cái này phải đặt nó chìm luôn dưới nước này nổi mà. Cái này nó cạn nha. Này giống như mình dở bữa hai bữa nữa nước cạn hết rồi mình cũng đem này lên ha. Cua bị chết nó ra bớt chết rồi tống chuột vô cá. Ôi con cá lau kiến bự dữ ha, cà phê cá rô cá chạch ít gì anh chạch đó ra có được con cá nóc không có cá chạch nào luôn chứ, cá chạch này tính ra nó hay ha, đúng lỗ rồi. Cái lỗ đó chắc nó chèn chèn nó ra cái đường nước sát bờ này anh thấy là gì là nhỏ hả gì. Cái đầu tiên ít cái nha mọi người, cái hai này để coi có nhiều cá không, tại nay cuối mùa nước rồi ruộng nó cạn hết rồi nên cá còn nhiều vô nhiều. Như đợt hở mà anh ở trong anh dứa thấy cá mè đất nhiều mà sao ở đây anh không thấy hay gì, cá mè đất này nó ra ngoài ngoài sông. Ủa này nhiều nè ậu thế luôn. Cái nãy nó bị rách đó. Cái này lạnh. Lạnh thiệt bộ. Bay làm cái ào à lạnh luôn. Sáng nay anh lạnh ghê. Trời ơi quá sức luôn. Cá trắng. Cá sạc. Cái thứ hai này nhiều hơn cái nãy ha. Nhiều hơn chắc gấp 5 lần cái nãy luôn. Chắc cái nãy bị rách. Bởi để với mấy cái lỗ nhỏ nhỏ vậy đó mà nó chen ra được hay quá. Ở bên đây mình có hai cái thằng hải gì. Sao anh thấy cái giớn này nhỏ, bình thường ta để mà nước ở dưới ruộng hôm trước đó anh thấy nó bự mà nó dài dữ dằn lắm. Có cái gian không, còn cái này cũng như nước cạn mình chặt như đường nước thôi à. Mình còn mấy cái nữa gì? Còn một cái trên đó. Giờ này cũng gần sáng rồi nha mọi người, mặt trời cũng là ló dạng rồi đó, cũng gần khoảng 6 giờ sáng đây, mình không có đem đồng hồ đây nhưng mình nghĩ khoảng gần 6 giờ rồi.
ở đây thì nói chung ai cũng vậy nha, giống như cuốn nguồn nước rồi, ai cũng chuẩn bị để mình bơm nước ra rồi trục bắt đầu rồi mình gieo giống. Ở đây quê mình thì nói chung là làm nếp không nha mọi người, ít có ai làm lúa lắm, nếp không. Này kêu là cầu khỉ, ủa quên lộn, cầu dừa. Ra đây là cầu dừa nha mọi người. Nãy mình nghĩ đường thương nhỏ, mình nhảy qua rồi xong hụt chân luôn, là một cái ao. Mình mãi ước như con chỗ. Ở cái chỗ này nước nhiều hơn mấy chỗ nãy hay gì? Có sao không nghe rục rịch gì hết anh? Cách ít miễn sao mà đừng có rách lỗ giống như nãy, cái đầu tiên là cá chạch ra. Xác định cá chạch ra. Thiệt, con cá chạch hay thiệt. Không có con cá chạch nào luôn. Có cá chốt có gì có chuyện chích. Như mấy ngày này em chắc cũng phải phụ cô Nam đặng xạ hả gì? Dạ. Mai của anh giờ cả thì cũng gốc rồi. Mộng được nhiều gốc, cái đám ở sau sau nhà phải không? Giống như mình làm gì mà có người ta mua, người ta trả giá mình mừng lắm. Giống như thành quả mình trồng ha, mình làm gì mà không có tiền buồn. Từ từ đi. Qua cái cầu dừa nè. Đi. Đây là cái hồ con Năm thả cá chạch nha mọi người, cũng nó chạy oxy. Nếu mình muốn bảo quản lâu thì mình phải chạy oxy thì cá nó mới sống lâu được. Cái này như mọi người thấy nè, này là cũng gần đầy thao rồi, mà cái thao này bề hoành chắc cũng 60 rồi. Còn cái nồi này thì hơi ít miếng, ba nồi. Cái này nếu gom lại hết ra chắc phải được ra cho lúc đó 20 kg. Mà Năm lựa bằng dĩa hả? Chùm bốc chúng tài có mấy con cá chốt. Mày phải cắt oxy vào mấy. Cái hồ này giờ trong đây khoảng nhiêu ký cô Năm? Khoảng 20 kg cá chạch. Cái hồ này khoảng 20 kg cá chạch nha mọi người. Để ăn rồi. Trời, quá sức. Ồ, mới dở nữa hả? Cá lóc. Bắt luôn gì, bắt luôn gì. Đổ ra bắt lớn. Này kêu là cái gì vậy? Lợp. Đúng không mẹ? Đại
được một bạn cá lóc. Cái đó em đặt hồi nào mà nay nhiều quá hay gì? Cái con cá lóc đồng đó mà sao nó vàng khè, còn con bên đây sao nó đen tù lùi. Đục cái cánh. Được mấy cái lợp giống vậy gì? Hai cái. Cái cá này nhiều quá giờ con Năm cũng bán bớt chứ để sao ăn hết nổi con Năm. Này ở lái nó càng chứ hôm đầu này cũng có nhiều cũng nửa hồ này rồi bán hôm đầu này 60-70 kg rồi đó. Dạ. 60-70 kg là từ đầu mùa tới giờ hả con Năm? Mấy bữa nay rồi. Giờ có máy bơm nước này tiện ghê, khỏi phải kéo dây. Mạnh ghê ha con. Đâu con chỉ cá phi coi. Cá phi màu hồng nhỏ thơ. À này là cá mồi. Cá phi nè. Đó cá hồng hồng là cá mồi. Bơm cạn rồi nha mọi người. Thấy rồi đó, cá hàng hà luôn à. Không thể nào đếm được luôn. Ở đây cá thang lá cũng nhiều ghê ha con Năm. Đi con có quy nhỏ biết kêu nè. Ừ, dễ thương không? Nhỏ dễ thương ha. Hồi nãy khoảng 2 cặp rồi. Dạ. Bóng ơi. Ơi con cá sặc này nó bự dữ con Năm. Được là to đó, dạ. Cặp bổi á. Ơi con cá sặc này nó cả bàn tay luôn. Cặp bổi á. Trời ơi, còn con này là bự hơn nữa nè. Ôi ôi. Nhảy quá trời luôn. Trời ơi cả bàn tay. Ôi ơi. Nó rồi con lượm nó lên. Còn nóng luôn. Còn nóng. Lò to rồi. Dạ. Đỡ cho khô đi. Cái gì không biết không? Con cá quay. Cá quay. Cá quay nó chạy dữ quá. Cá bông tượng nữa. Con cá bông tượng. Bông tượng nhỏ lắm. Ừ. Cá bông tượng. Nãy ai có con cá rô nè nó. Đâu cá rô đâu? Đây nè. Đó đây, đây đúng rồi cá rô. Ôi ôi cá rô. Cá rô. Cá bơ ăn lắm. Ừ. Còn em con thích ăn cá lóc mà. Cá lóc nó là cá rồi. Quá hàng cá rô biết nói luôn. Rồi đội nón luôn. Gì thiệt luôn hả? Đội nón nè nha. Ừ. Con cá phi. Con cá phi. Dạ. Bơi vậy thì đội nón thì thôi. Con chạy bơi với lại đội nón. Trời ơi có con lươn nữa. Con lươn này con lươn mini nè. Lươn mini. Ừ, con lươn mini á. Nãy giờ con Năm cũng thay nước mới nha mọi người. Nãy bơm nước cũ ra nó đục quá rồi. Giờ này vô nước mới. Em đẹp trai còn con đẹp gái ha. Ơi. Ơi. Tại con ăn kẹo nhiều nè phải không? Không, nhổ ăn. À vậy hả? Ơi, ba kỳ quá ba nhổ ăn hai cái con nhỏ. Năm rộng nó ở dưới là nó lâu chiếc không? Ôi, con nào thấy? Con đừng bắt nó nghe không? Nó quay nó làm trúng tài đào đó. Con nói con gai con cực dán ăn nó kìa. Sao vậy? Nhìn nó thấy ghê quá hả? Ừ, nó thương giống như con cổ. Này là bonsai dừa nha mọi người. Này của nhà em Duy tự trồng luôn. Hàng độc lạ. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too.